rồi sẽ có một cái bò sóc khinh sưng môi này. Đây là con loại dâu. Giờ mình sẽ gỡ mặt sau, gỡ mặt trước. Mình mở nhé. Đây mình mở rồi. Wow, một cái cây sương mây sắp rồi. Để mình coi nó mà gì nhé. Mommy. Giờ con gọt ra đi. Đây là bộ shop king. Mình sẽ mở này ha. Màu hồng này mình đặt lên cho các bạn coi nha. Sương màu hồng đó. Bạn, sao có mùi gì? Mùi dâu. Bạn đánh son thử xem. Chùi ghê thử mùi gì ta. Sao bạn đánh son vô lưỡi vậy? Bạn phải đánh son vô môi chứ.